đây ruộng nhà ông Hứa, ruộng ruộng đào bích đây hả? À đào đào ở đào bích Đào bích. đây, thay đi vậy. Đây này cây nó này nó nhỏ nhỉ, cây này nhỏ đây này, đi một đoạn xong để phát giá cho họ, đi chậm họ xem. Đây cũng nở Cái đào mắt bích hết rồi, đấy, nó đang có mắt mắt rồi. Đây cây này cây bé này. Đây sai đầu này này nhỉ, đây nó ở này. đang nó đều Thấp đều thấp luôn, quay nó không lấy được cả người, lấy chủ thì hỏng quá. Cái này phải 25 thế vâng. nhỉ, 25. Cái ruộng này thì độ bao giờ? À, định Thì định tầm đấy là được cắt thôi, ừ, nhưng còn mà định tính thế nào, giá thì có giá nào? đào đỏ thì nó cũng đắt, nhưng mà cái Ừ tính với giá đào đỏ mà cành bé, chứ còn nếu mà đào phai mà cành bé này thì không không đến giá đấy, nhưng mà đào đỏ thì nó phải rơi bao nhiêu rồi vào bán nếu buôn mà thì phải phát buôn, thì không phải thắt đấy đâu. Đây cái này nó mới báo vài bông quá. đào đỏ thì nó rơi vào 150 Cái này đỏ, ừ, nó đắt hơn cái gấp rưỡi lần thế cho họ đi xem rồi. đầu đỏ thì dân thích. Cái này phải 25 cắt được không Vâng, đúng không? ạ? 25 có không cắt được ngay đâu nhé, cũng dòng quay này thôi, nhưng mà 25. Thế cây đào đỏ là của anh Hứa bao nhiêu? Đi hôm qua thì cây bơm nước hả, Vừa máy nữa, mấy hôm qua hả? vừa máy xong Hôm qua thấy ai máy nhỉ? qua chứ không ai mà À đây. đây, vừa máy xong này, máy cũng Ừ, để đây để cho đủ nước rồi. nó đủ nước Nó lở, nó là mạnh ruộng này bắt phải lở rồi. à. Đi. Tết rồi thì mình nó cứ phun nước vào kệ nữa Ừ, nhưng mà giáp Tết thì ép phải lở rồi. à. Đây đây này, Cái đào bích ruộng này, đào đỏ này, đào đào bích này, à đào ừ đào bích này bao bao cây? đào bích này nó 350. 350 cây. Thì được độ 300 hai ba trăm ba Cứ gọi 300 đi. nhỉ. Đó. Ba trăm, Gọi 300 ba đấy. trăm nhân mấy lại Ê, ngon nghẻ 300 đi. trăm rưỡi có lùi không? Trăm rưỡi không? Trăm Rồi rưỡi không đủ. trăm rưỡi là Bởi trăm vì rưỡi là mười, cái đào đỏ này thế là mà bốn dễ trăm chuộng triệu. lắm. Có Thế cái là còn không mà nói chung đây này, thế nhưng mà người nếu ta mà bán ấy, thì có người bán thì thuận thì mình bán được cả cho nó ấy đây thôi. là tính Chứ bán còn nếu cả. như mà đi Hà Nội ấy, tôi mang đi Hà Nội lúc nào cũng được 170 luôn. À, đi Hà Nội nó phải Vâng. 180 200, Đấy, nhưng đây 200 luôn. bán trăm rưỡi Hà Đấy, Nội nhưng cũng cái là được. thôi thì đấy là mình bán cả thì mình chấp nhận ra đấy. Thế nhưng mà giả sử như người ta mua độ 350 cây nhá, thì người ta Vâng. mua thì thầy chỉ khá thì tính 300 nữa phải không? Không, Hay không, nào? không. 300 mấy trăm vẫn theo giá của nó chứ không tính thế được. Không, thì trừ cái bé đi nhé. Không, cái bé thì không nói rồi. Nhà nào cũng chả trừ cái bé. Chả chịu cái bé, có. Nhà nào cũng trừ cho cái bé, người Nhà ta nào cũng ra có lộc cái chứ. bé, nhà nào cũng có cái bé. Thế nhưng cái bé là loại ra, không tính. Không, đa Không số ruộng nào tặng tặng đôi chục ấy. tính. À, chục cây Nếu mà tặng thế thì chết. đấy. Thế là Đâu nhà mình nào thua. cũng tặng ấy, thầy xem video của tôi chưa? Nhà Đó. nào cũng thế, nhà bà Yến Yến Hải cũng thế. Nhà Đẹp cái mà. Luyến Thái cũng thế, Luyến Thái trên kia bán chưa? Vừa phát hôm Đấy, qua. khi nó lở ra nó như thế kia mới là được. Đâu, Đó. đâu chỉ là Đây. như cây là Nó ra cái lở đấy. như thế mới đẹp. Đây này. Đâu? Khi nó lở lụng Đây như này này, sát lụm. sát đây. Không biết đâu. Đúng rồi, đào đỏ thì lại cắm bàn thờ Đây quá. này. Nhỉ, mới Đó. lại nhà chung cư cũng nó mua Nhà cái này chung cư vừa. cảnh vừa vừa thôi. Cây này đẹp thế. Đấy. Đấy nó lở Nếu ra đào là cả như những thế cây này. này thì ăn trăm trăm. Đó. Đảm bảo với anh đến 25 26 là Phật hết như này. Phật không? Phật hết. Ừ. Còn cây này là phải được cắt Cái này này lên. thì cao độ Cây 80 phân này nhỉ? là 80 phân. 80 phân, cắm nhà chung cư chung cùng đẹp. Đúng nhỉ? Đó. Ừ. Ruộng này ruộng nào? Đấy, dưới kia nhưng cũng cùng, cùng hàn với nhau. Đâu ruộng nào? Đi qua cho họ xem ấy. Đi, xuống ruộng dưới các bạn. Để cho các bác xem. Đây ruộng này là chủ ở trăm rưỡi. À, quay giờ mới đẹp chứ. Gì? Nhiều người người ta háo hức buôn, người ta cũng Không, cũng bọn đi trước rồi. không bọn buôn có chỗ tầm này người ta mới ấy chứ. Người ta bán được hết thì người ta mới lấy thêm được chứ. Mấy cái đào đỏ này của anh phát đây một tháng rồi cơ mà. Hả? À. Nhưng mà có cái đào này trước không quay được, quay không bán được. Thầy hiểu chưa? Nó làm gì có mắt mà quay. Đây xuống ruộng dưới, tôi với ông xuống ruộng dưới. Đây.
vẫn cùng một thứ giống. Đây gì? À. Đây giống này. Đây. Mắt đây cũng rực lắm nhỉ. Không nhỉ? Cái ruộng này nó mắt còn còn to hơn chỗ trên. Ừ, mắt to hơn. Tức là đôi nhằm. Đôi nhằm mới cắt được. Đây này. Cành này. Được. Cành này làm mai người kia cái cắt đi. Không, vẫn đã được, chưa ăn thua gì để bán cùng. Giả sử người ta điện mà. Điện về được giá cái là bán cùng. Vì cái này ở các bác ở Hà Nội là hay hay buôn Hà Nội là hay thích rồi, vì người ta cắm chung cư. Chung cư nhà nó chật anh nhớ. Mới lại bàn bàn thờ. Chung cư nó thì cắm đằng này là vừa đẹp nhỉ. Đấy, đỡ sắc không? Cao độ 60 nhỉ. Ruộng này mấy trăm? 70 80 chứ không có cái 60 đâu. Đấy đấy. À, từ lúc cắt mà. Từ lúc lốt cắt để nhà ví dụ như là đây tôi cứ gọi mét ba và mét ba đến đây đi trừ xuống dưới 20 phân trừ đi 20 phân mét một thì không còn mét một à ừ. Thì tôi cứ gọi một mét thôi chứ ừ, chưa cần nói gì mét không đào bé lại chỉ cao cần thế thôi chỉ cần thế thôi ừ chứ cao quá lại liêng chiêng vì nó vừa tán nó bé nó quan trọng nhất là cái gốc này này đám ừ. Nhà nó làm ngắn này ừ. Nó ngắn nó trồng nó mới nó tù gì nó ngắn cành bé thì được nhưng mà to mà ngắn gốc thì làm ừ. Đấy thầy đọc số điện thoại tiếp ở cái clip này đọc số điện thoại à, 0036 ừ. Số điện thoại này 036 này 901 8845 rồi địa chỉ xóm vườn Cương Sơn Lục Nam Bắc ừ. Giang có hai ruộng hai vườn có hai vườn hai loại đại đào đỏ hai là hai ruộng ừ. Tức là 300 hơn 300 cây nhưng tính 300 cây trừ những cây nhỏ đi ừ. Thế là đào đào bích đào bích đào đỏ giá trăm giá là 150 50 là đúng zin 100 giá là 150 ừ. Còn đào phai là đào phai là 190 ừ. Đấy đào phai thì cành to nhưng mà bán thôi bán sông sinh đi thôi chứ còn thì đào phai là cành to lắm đào phai là giá bao nhiêu là 190 là 190 xô xô đấy trừ đã cành bé quá thì bỏ thôi ừ. Nhưng còn đã xô là phải cắt xô chứ nếu như là bán chọn thì không không bán ừ đấy, đấy. Rồi để các bác về xem clip của ông Rong nhé nhà, nhà vườn hứa hứa thắm nhỉ đây chiều hôm nay chiều 22 các bạn cái này phải đúng rằm mới cắt được à gì 25 mới cắt 25. Được 25 thì chờ cái mắt này nó lẩy thêm được giờ ấm nó lại nhanh lắm đúng không ừ. Thầy phải điện thoại có số lạ là phải nghe đây được tối nay phát thế là có điện thoại cảm ứng thì lúc đấy có à đi để xong ấy kết thúc video đây có nhá hộ kênh Cuồng Rong ấy xong để con đây quê hương Cuồng Rong chiều 22 này đấy cảm ơn nó nhá.